a di đà phật kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tập 50 người giảng lão hòa thượng tịnh không cho nên kinh điển không thể sơ sài qua loa phải rất tỉ mỉ mà độc tụng mà thể ngộ chúng ta mới có thể có được thọ dụng chân thật thực tế mà nói chư phật vô lượng công đức trí tuệ thánh minh còn có một tầng ý nghĩa rất sâu đó là cái gì là trong tự tánh chúng ta vốn sẵn đầy đủ việc này ở trong kinh đại thừa thế tôn mới có nói trong kinh tiểu thừa thì phật không có nói qua trong kinh hoa nghiêm phẩm xuất hiện nói được rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai Vô lượng công đức là đức tướng. Trí tuệ thánh minh là trí tuệ. Tất cả chúng sanh tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Tại vì sao chúng ta bỏ mất đi trí tuệ công đức vô lượng của chính mình? Xin nói với các vị, nó mất đi, không phải chân thật đã mất tự đánh vốn sẵn có thì làm sao mất đi được quyết định không thể mất đi hiện tại trí tuệ công đức của chúng ta không khởi được tác dụng phật nói cho chúng ta nghe là có chướng ngại tuyệt nhiên không phải mất đi là bạn có chướng ngại nên ngăn nó không khởi được tác dụng chỉ cần bạn đem chướng ngại trừ bỏ trí tuệ đức đăng của bạn liền là hiện tiền hiện tiền thì không hề khác biệt cùng mười phương tất cả chư phật như lai rốt cuộc là chướng ngại gì phật gì chúng ta nói thẳng một lời là vọng tưởng chấp trước. Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Phật nói ra cho chúng ta nghe rồi. Chúng ta phải làm sao? Phải đem vọng tưởng xả bỏ. Đêm chướng ngại trừ bỏ bản năng của tự tánh chúng ta liền hồi phục phật nói cái vọng tưởng chấp trước trong đó còn có một cái phân biệt có phải phật nói sót hay không không phải phân biệt có thể bao gồm ở trong chấp trước cũng có thể bao gồm ở trong vọng tưởng cũng có thể đem nó tỉnh lượt đi chúng ta lại nói phân biệt cái ý này thì rất là rõ ràng rất là đầy đủ do đây có thể biết ba loại chướng ngại này trong phật pháp gọi là phiền não chấp trước là kiến tư phiền não phân biệt là trần sa phiền não vọng tưởng là căn bản du minh cũng gọi là du minh phiền não ba loại phiền não này Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Phật dạy chúng ta cái gì? Đoạn phiền não mà thôi Sự việc này Chúng ta phải thật làm mới được Phải làm từ chỗ nào? Từ ngay Trong cuộc sống thường ngày từ ngay trong công việc đối nhân sự thế tiếp vật chân thật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả bỏ xả bỏ các vị phải ghi nhớ không phải là xả bỏ trên sự trên sự mà xả bỏ những gì của tôi cũng đều buông bỏ bằng ngày ngày trải qua đời sống mặc áo ăn cơm tôi cũng không mặc áo không ăn cơm vậy thì bạn hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa của phật dạng nhất không nên hiểu lầm tôi thấy điều buông bỏ buông bỏ thì chết rồi chết rồi thì chẳng phải buông bỏ hết rồi sao kỳ thật sai rồi chết rồi cũng vẫn chưa hết Trên Kinh Địa Tạng Ngài nói với chúng ta Chết rồi sau 49 ngày họ lại phải đi đầu thai Chưa có buông bỏ Nếu họ thật buông bỏ Thì họ sẽ không đi đầu thai Họ còn đến luân chuyển đầu thai trong sáu cõi Có thể thấy được họ chưa buông bỏ Chết rồi cũng chưa buông bỏ được Việc này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, cho tường tận. Cho nên chết rồi thì thật là khó khăn Chân thật là không thể hết Phật muốn độ chúng ta Cái hơi thở này của chúng ta chưa dứt Còn cứu được Cái hơi thở đó dứt rồi Thì hết cứu Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp được Cho nên nhất định Phải chăm chỉ Phải nỗ lực Buông bỏ không phải là buông bỏ trên sự là buông bỏ ở nơi tâm buông bỏ trên tâm lý trên sự chẳng phải trên tiêu đề đã viết rất rõ rồi sao phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh làm ra kiểu dáng bạn phải làm được càng tốt càng viên mãn làm ra gương mẫu để cho người khác xem đi gọi là giáo hóa chúng sanh tuy là làm ra tấm gương tốt nhất trong lòng trong sạch không nhiễm một trần đó gọi là buông bỏ buông bỏ là chỉ sự việc như vậy hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa cho nên có rất nhiều người nghe giảng hiểu sai đi ý nghĩa đó là thiểu số không phải đa số đa số thì phiền phức sẽ lớn có một hai người như vậy công việc của họ làm không làm nữa tiền tài trong nhà đều bố thí đều buông bỏ sau đó viết thư nói với tôi họ không có cơm để ăn phải làm sao đó là hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa vào thời xưa cũng có một người như vậy làm ra một tấm gương thế nhưng bạn phải tỉ mỉ mà quan sát họ họ ăn cơm thì cái việc này vẫn còn tư sĩ bạn uật triều nhà đường ông làm ra tấm gương cho chúng ta xem dụng ý đó rất sâu chúng ta cũng rất dễ dàng hiểu sai ông ông là một người tương đối là giàu có học phật khai ngộ ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ sau khi ngộ rồi sau đó ông đem gia sản của ông bán hết Chất lên một chiếc thuyền Bơi thuyền đến giữa dòng sông Đục một cái lỗ nhận chìm nó Buông bỏ hết Thấy đều xả hết Có người hỏi ông Bà cư sĩ Những tài vật này Ông đã không cần nữa Tại vì sao Ông không đem nó đi làm những việc từ thiện cứu tế chúng sanh bần khổ trong xã hội thực tế mà nói hành động đó của ông chính là bảo với người một câu nói đáp án của ông là việc tốt không bằng không việc gì ý nghĩa của câu nói này rất sâu Mỗi một người đều vô sự Thì thiên hạ thái bình Vô sự Tuyệt nhiên không phải bảo bạn không làm việc Không nên đi phan duyên Tùy duyên thì tốt Đời sống của ông không vấn đề Ông biết đang dép cỏ Mỗi ngày đi bán dép cỏ Đổi chút ít tiền Mua gạo, mua rau Đời sống trải qua được rất tự tài Trải qua được rất an vui Ông không cần tiền Không cần phải tích chứa Không cần phải suy nghĩ cho ngày mai Vì sao vậy? Ông tự tại giảng sanh Bạn xem trong truyện ký Người cả nhà đều rất tự tại Có một hôm Ông ngồi trong nhà tĩnh tọa Nói với con gái của ông Ra bên ngoài xem bây giờ là lúc nào rồi Vào thời xưa không có đồng hồ Xem mặt trời Đến lúc nào rồi Cô con, con gái ông biết được Cha của mình muốn giảng sanh Xem thử thời gian đến chưa Con gái ông ra ngoài Lương tiên nói với ông Thời gian vẫn chưa đến Cô con, con gái ông đứng ngoài đó giảng sanh Kết quả ông già ra ngoài xem Ây da con gái này Dung dĩ muốn con gái lo hậu sự cho ta Suốt cuộc ta còn phải lo hậu sự cho nó Nó còn lợi hại hơn ta Bạn thử nghĩ xem Sinh tử tự tại Đi được đẹp đến như vậy Vậy ông còn chuẩn bị cho ngày mai để làm cái gì? Không cần thiết Chỉ có ở trong Phật Pháp tu học Bạn mới có thể đến được loại công phu này đó là triệt đệ thấu hiểu chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh cho nên khế nhập vào cảnh giới đó có thân hay không vậy không có vô ngã tướng bạn không có thân mới có thể hiện ra tất cả thân nhà phật gọi là sanh tử tự tại trên kinh hoa nghiêm nói tám cái tự tại nói mười cái tự tại họ có thể chứng được chúng ta cũng có thể chứng được ngày nay chúng ta không cách gì chứng được chính là bởi vì không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước sự việc chính mắt ở trong lòng quá nhiều đó là chướng ngại lớn của phạm phu lúc nào bạn buông bỏ thì ngay lúc đó liền thành phật làm phật thực tế mà nói không khó chúng sanh cùng phật khác biệt ở một niệm một niệm giác chính là phật một niệm mê chính là chúng sanh người niệm phật thường nói một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật khi chúng ta thường ngày dụng câu một niệm tương ưng thường có thế nhưng niệm niệm tương ưng thì khó thì không dễ dàng nếu như chúng ta có thể giữ gìn Mỗi ngày Có một niệm tương ưng Không nên cho rằng Thời gian của một niệm này quá ngắn Một ngày Chỉ một lần như vậy Thì quá ngắn Rất là hy hữu Rất là đáng quý Bạn có một niệm Thì bạn sẽ có hai niệm Có hai niệm Thì sẽ có ba niệm Cho nên đây là cảnh giới tốt Rất khó được Năm xưa Tôi ở nơi đây khuyên mọi người niệm Phật Tôi khuyên mọi người Có rất nhiều đồng tu Làm việc rất bận rộn Không có thời gian tu thời khóa sớm tối Tôi khuyên họ dùng cách mười niệm Cách mười niệm của tôi Không giống như Pháp Sư Quán Đảnh Pháp sư quán đảnh làm mười hơi thở. Một hơi thở là một niệm. Một hơi không bắt buộc bao nhiêu tiếng. Pháp mười niệm này của tôi chính là mười câu a di đà Phật. Nếu như bạn niệm bốn chữ a di đà Phật, a di đà Phật niệm ra mười câu đại khái một phút thì được rồi. Tuy là thời gian ngắn như vậy chỉ có mười câu phù hợp tiêu chuẩn trên kinh vô lượng thọ đã nói một lòng xưng niệm một lòng chuyên niệm trong mười câu phật hiệu này là bạn một lòng niệm quyết định không có vọng niệm xen tạp ở trong chân thật làm được không hoài nghi không xen tạp, không gián đoạn. Hoàn toàn phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta, gom nhiếp sáu căn tình niệm liên tục. Đó là công đức chân thật. Cho nên không nên xem thấy thời gian quá ngắn. Công đức chân thật Một ngày có được một điểm tương ưng như vậy đương nhiên số lần niệm càng nhiều càng tốt cho nên chúng ta liền nghĩ đến một ngày phải nên niệm chín lần chín lần niệm thế nào vậy khi sáng sớm thức dậy niệm một lần làm thành khóa sớm thời gian một phút thì được rồi có tượng phật thì đối mặt với tượng phật không có tượng phật thì hướng về phía tây Một ngày ăn cơm ba bữa Trước khi ăn cơm Chấp tay niệm mười câu A-di-đà Phật Cho nên chúng ta không niệm cú cúng dường Chúng ta chấp tay niệm mười danh hiệu A-di-đà Phật Một lòng xưng niệm Vì thì chính là ba lần rồi buổi sáng bạn đi làm việc trước khi làm việc niệm qua một lần làm việc xong rồi niệm một lần buổi sáng buổi chiều bốn lần buổi tối trước khi đi ngủ niệm một lần tổng cộng chín lần chín lần này là định khóa của chúng ta mỗi một lần chỉ cần một phút ngoài ra có thời gian bạn có thể niệm càng tốt cái phương pháp này rất có hiệu quả lại không chướng ngại bạn làm việc đích thực là tiện lợi đến cùng cực làm thế nào niệm được chân thật có hiệu quả nắm chắc được phần giảng sanh thì phải xem bình thường bạn có công phu hay không buông bỏ nhìn thấu buông bỏ nhìn thấu là giác ngộ bằng thông suốt đối với tất cả pháp Thí suốt thế gian, thông suốt chính là nhìn thấu. Không còn chấp trước, chính là buông bỏ. Bạn có thể chân thật làm đến được tùy duyên. Tùy duyên chính là buông bỏ, phan duyên là chấp trước. Tùy duyên mà không phan duyên, tuyệt nhiên không phải vậy chúng ta đem công việc đáng phải làm cũng bỏ không làm vậy thì sai tùy duyên chính là tùy thuận cơ duyên chúng ta phải nên làm như gần đây cư sĩ lý mộc nguyên cùng những vị đổng sự của cư sĩ lâm Hôm nay bạn đến công việc của thôn Di Đà Cũng bạn đến việc của Phật học viện Việc này có phải là phan duyên hay không? Không phải Đó là tùy duyên Chúng ta Bình lặng mà quan sát Có được cái cơ hội có thể thành tựu Chúng ta nỗ lực đem nó xúc tiến Đó là tùy duyên Nếu như xem thấy không có cái cơ hội này Rất là miễn cưỡng mà đi làm chưa chắc có thể làm được thành công Đó là phan duyên Đi phải có trí tuệ Bạn không có trí tuệ quan sát Luôn luôn cái gì gọi là tùy duyên Cái gì gọi là phan duyên Thì bạn cũng không rõ ràng Tùy duyên là một chút miễn cưỡng cũng không có Làm được rất tự tại, rất an vui chân thật làm đến được pháp hỷ sung mãn là vì phật pháp cửu trụ thế gian vì tất cả chúng sanh có nhân duyên được độ không vì chính mình chính mình tâm địa thanh tịnh vô nhiễm đại sư huệ đang đã nói vốn dĩ không một vật chính mình đích thực là trụ ở vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng vì phật pháp vì chúng sanh như vậy chăm chỉ nỗ lực mà phục vụ đó chính là hai bên không có đều không trụ đó là tinh thần của bồ tát đại thừa đời sống của bồ tát việc làm của bồ tát hai bên đều không trụ tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trần không trụ ở có vì phật pháp vì chúng sanh đang phục vụ chưa từng nghỉ ngơi không trụ vào không không có hai bên đều không trụ chỗ này không giống người mê hoặc người thế gian mê người thế gian chấp có người nhị thừa chấp không phật nói chấp trước hai bên đều sai lầm cho nên bồ tát là trung đạo trung đạo đệ nhất nghĩa đế trung đạo chính là không trụ hai bên cho nên chúng ta từ trong phẩm kinh văn này đích thực có được thể hội tức sâu cũng có cảm khái rất sâu. Biết được hiện tiền chúng ta phải nên đi làm những việc gì. Nhất định phải tuân thủ giáo huấn ở trong kinh điển. Đặc biệt là hai đoạn sau cùng. Đức dụng vô phương tự lợi đức cùng lợi tha đức Đó là tổng nguyên tắc Chỉ đạo Sinh hoạt làm việc tu học Của chúng ta Chúng ta có thể tường tận Có thể y giáo phụng hành Liền có thể cùng Các vị Đại Bồ Tát Trong cái hội này Các ngài được trí tuệ Thánh minh công đức phật chúng ta tuy là không thể chứng đắc viên mãn cũng có thể có được chút ảnh hưởng cũng dần dần tiếp cận được gần hơn chúng bốn gia hành gọi là Noãn dị Đó là hiện tiền chúng ta phải nên giác ngộ Phải nỗ lực Biết được sứ mạng của chính mình là rất nặng Lại xem đoạn kinh nhật phía sau Như thị đẳng Chư Đại Bồ Tát Vô lượng vô biên Nhất thời lai tập Đây là xem thấy Pháp hội của Kinh Vô Lượng Thọ Bồ Tát đến tham dự Pháp hội Quá đông, quá nhiều Phía trước đã từng giới thiệu qua với các vị Thượng thủ xếp vào 16 người Thập lục chánh sĩ 16 người này toàn là Bồ Tát tại Gia Cho nên từ trong phần tựa Chúng ta rất rõ ràng thể hội được pháp môn này là pháp môn phổ độ pháp môn bình đẳng phổ độ chúng tại gia nhiều chúng xuất gia ít bồ tát xuất gia trên kinh chỉ nêu ra cho chúng ta có ba người bồ tát tại gia thì nêu ra mười sáu người trong mười sáu người này phương này chỉ có một người hiền hộ bồ tát ngoài ra mười lăm vị là từ phương khác đến việc này rất rõ ràng đối với chúng ta chúng ta cùng thế giới phương khác có quan hệ mật thiết tình hình của thế giới phương khác chúng ta không thể không biết người hiện tại nói thế giới phương khác gọi là ngoài thái không gọi là người ngoài hành tinh kỳ thật chủ đề nói còn rộng lớn hơn nhiều so với người ngoài hành tinh ngày nay chúng ta có thể thấy được người ngoài hành tinh Đại khái là cư trụ cùng đồng một không gian với chúng ta. Không gian khác nhau, chúng ta không thể thấy được họ, họ cũng không thấy được chúng ta. Thí dụ, chúng ta cùng quỷ thần là không đồng một không gian duy thứ không như nhau tuy là quỷ thần cùng ở chung với chúng ta một nơi thế nhưng bởi vì không gian duy thứ khác nhau chúng ta cư trụ ở không gian ba độ họ có thể là ở không gian bốn độ không gian năm độ thì không thể biết được tuy là cùng ở một nơi thế nhưng không gian duy thứ không như nhau cũng không hề chướng ngại nhau cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình truyền hình có rất nhiều kinh đài đều ở trên một màn hình kinh đài không giống nhau đôi bên hỗ trợ lẫn nhau không hề quấy nhiễu bằng mở ở một kinh đài nào thì kinh đài đó liền xuất hiện đều ở trong một cái khung nhỏ đó phật nói với chúng ta tình huống của mười pháp giới cũng gần giống như vậy là mười kinh đài hiểu được cái đạo lý này người xưa nói Tây phương tịnh độ sanh thì quyết định sanh đi thì thật không đi lời nói này chúng ta vừa nghe lại hồ đồ cái gì xanh thì quyết định xanh đi thì lại không đi không đi thì làm sao xanh hiện tại bạn hiểu được kinh đài của truyền hình thì liền thể hội được cái ý này xanh thì quyết định xanh đi thì có đi không vẫn là ở trong một cái khung nhỏ đó cái khung đó là gì pháp giới nhất chân mười pháp giới không rời khỏi pháp giới nhất chân pháp giới nhất chân là như thế nào vậy hoàn toàn không có duy thứ của thời không đó gọi là pháp giới nhất chân vô đây có thể biết duy thứ của thời không gọi là ba độ bốn độ năm độ thậm chí đến vô hạn độ từ do đâu mà đến từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra Đem Pháp giới nhất chân Biến thành rất nhiều thời không khác nhau Nếu như đem tất cả dòng tượng phân biệt chấp trước Thì đều buông bỏ Hồi phục đến Pháp giới nhất chân Người ở trong Pháp giới nhất chân Đối với tình hình hoạt động của chúng sanh trong duy thứ Thời không vô hạn Họ thấy đều tường tận thấy đều thấu hiểu Chúng ta không biết được họ Họ lại biết được chúng ta Cho nên chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát lập tức liền có ứng cảm ứng tương thông Không thể nghĩ bàn Nguyên lý của cảm ứng Phía trước chúng ta đã từng nói qua Ở đây không cần phải nói dài dòng nữa Hiện tượng nguyên lý cơ bản này Chính là khoa học gia ngày nay gọi là Nguyên lý sống động Hiện tượng sống động Câu này nói rõ Mười phương thế giới trong cõi nước chư Phật Những vị Đại Bồ Tát này Đến tham dự Pháp hội Số lượng này không cách gì tính đếm Xem tiếp đại chúng của Pháp hội Nêu ra phía sau Hữu hữu tỳ kheo ni ngụ bách nhân Vào thời xưa Nữ chúng xuất gia ít Cho nên số người này ít tỳ kheo ni 500 người Thanh tín sĩ thất thiên nhân đây là nam cư sĩ tại gia Thanh tính nữ ngũ bách nhân Nữ cư sĩ tại gia Đó là Mắt thịt chúng ta Có thể xem thấy được Phía trước Nêu ra đại chúng dự hội tỳ kheo 12.000 người lại thêm vào tỳ kheo ni 500 người Cư sĩ 7.000 người Được cư sĩ 500 người Tổng cộng lại là 20.000 người Mắt thịt có thể xem thấy được Những đại chúng này Là 20.000 người Các vị thử nghĩ xem Thích Ca Mâu Ni Phật Ở vào 3.000 năm trước cái pháp hội và kinh này chính chúng có 20.000 người vào lúc đó không có máy phóng thanh thích ca mâu ni phật đối diện với 20.000 người giảng kinh nói pháp Vậy cho mọi người đều nghe được rất rõ ràng đều có thể nghe được ý của phật đều có thể sanh đại hoan hỷ chỗ này cũng rất không thể nghĩ bàn Chúng ta ngày nay không cần nói 20.000 người. Giảng đường này của chúng ta sức chứa nhiều nhất cũng không quá 1.000 người. Nếu như không có thiết bị phóng thanh, âm thanh của chúng ta sẽ không đến được phía sau. Đại khái chỉ có mấy hàng phía trước có thể nghe được, phía sau thì không thể nghe được. Vì 20.000 người, chúng ta không có cái năng lực này. Hiện tại là giờ vào công cụ của khoa học cho nên ở nơi đây, đây Chúng ta liền nghĩ đến Ở trong kinh Phật nói ra Phật dùng một âm mà nói Pháp Chúng sanh tùy loại đều có thể hiểu Đây là nói rõ Ngôn ngữ của Phật không có chướng ngại Không chỉ tất cả khác biệt ngôn ngữ không có chướng ngại Âm thanh của Phật cũng không chướng ngại Du diễn phất cái Cự ly có xa hơn cũng đều có thể nghe thấy được Cái âm này gọi là diệu âm lại xem tiếp một hàng ở phía sau dục giới thiên sắc giới thiên chư thiên phạm chúng tất cộng đại hội dục giới có sáu tầng trời gọi là dục giới ngũ dục chưa đoạn ngũ dục là tài sắc danh thực thùy họ vẫn chưa đoạn thế nhưng sáu tầng trời của cõi dục càng hướng lên trên cao tham ái của ngũ dục càng tan nhạt chúng ta không thể nói hưởng thụ hưởng thụ là trời càng cao cái hưởng thụ đó phước báo sẽ càng lớn họ có hưởng thụ họ không có tham ái tâm càng thanh tịnh càng hướng lên trên thì càng thanh tịnh cũng chính là nói phân biệt chấp trước của họ cũng tan nhạt không phải không có vẫn còn đến trời sắc giới nơi đó đều là ở trong định ở trong thiền định sâu định lực khống chế được vọng tưởng phân biệt chấp trước để nó xuống không khởi được tác dụng đối với năm dục sáu trần loại ý niệm phân biệt chấp trước này không có không phải họ đã đoạn dứt họ dùng sức định để đè xuống định có thể hàng phục họ hàng phục được cho nên đây là tứ thiền của sắc giới các vị nhất định phải nên biết Mọi người nghe đến thiền Thì cũng nên nghĩ đến cả ngày từ sớm đến tối Ngồi quay mặt vào giác Nếu như cho rằng Một ngày từ sớm đến tối Ngồi xếp bằng quay mặt vào giác Mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm Đó gọi là thiền Vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm Cái thiền đó có dùng được vào đâu Cái thiền đó một chút tác dụng cũng không có chúng ta đọc lục tổ đạt kinh đại sư huệ năng ngài có phải là đang ở ngay trong định không ngài thật là đang ở ngay trong định ngài có ngồi thiền hay không không có ngài mỗi ngày đều làm việc bận rộn đến không thở ra hơi đó là đang ở ngay trong định Trong đàn kinh Giải thích cho chúng ta Ý nghĩa của hai chữ thiền định Chúng ta nhất định phải nên hiểu Ngài nói Ngoài không dính tướng Gọi là thiền Trong không động tâm Gọi là định cách giải thích thiền định của ngài là như vậy chúng ta phải nên hiểu hai câu nói này của ngài thực tế ra mà nói là nói ra từ trên kinh kim cang ngài là khai ngộ từ kinh kim cang trên kinh kim cang nói với chúng ta bất thủ ư tướng như như bất động không dính ở tướng là thiền như như bất động là định Có thể thấy được Không chướng ngại bạn sinh hoạt Không chướng ngại bạn làm việc Chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm Xem thấy 53 tham Pháp Thân Đại Sĩ họ có rêu rao tu thiền định không thiền tài đồng tử đến thăm viếng đến tìm cầu họ họ ở nơi đâu vậy trên kinh nói ở ngoài chợ vậy ngoài chợ là nơi nào vậy nếu dùng lời hiện tại mà nói là siêu thị vị thiện tri thức này tu thiện định là tu ở siêu thị đi vào ở nơi đó đi vào siêu thị người ta là thật dụng công phu vào siêu thị là bạn xem thấy siêu thị lập lòe hóa mắt không dính mắt dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói không bị mê hoặc đó là thiền trong lòng như như bất động là định họ ở nơi đó tu thiền định cách tu thiền định của người là như vậy không phải ngồi xếp bằng quay mặt dầu vách ngày nay chúng ta xem thấy người ta xếp bằng quay mặt dầu vách ở đó vừa vào định thì một tuần lễ một tháng cũng công suất chúng ta định lễ năm dốc sát đất con người này rất cừ khôi công phu rất cao Ngoài ra, có người tu thiền định thì ngày ngày đi xem kịch, ngày ngày đi khiêu vũ thì nói con người này là phá giới. Không biết được công phu thiền định đó cao hơn nhiều so với đây. Đó là hoàn toàn cự tuyệt ngoài duyên. Họ ở nơi đó không động tâm. Nếu họ ra ngoài đi một vòng có thể công phu của họ sẽ không còn. Người ta chân thật tu hành ở ngay trong môi trường náo nhiệt Mắt thấy cũng không bị mê hoặc Tai nghe cũng không bị mê hoặc Sáu căn tiếp xúc đều không bị mê hoặc Đó là thật công phu Chúng ta thấy 53 tham trên Kinh Hoa Nghiêm Những vị đại thiện tri thức này Chúng ta rất có lĩnh ngộ Biết được thiền định là tu bằng cách nào Ở trong Phật Pháp chỉ tu tâm thanh tịnh Chúng ta niệm Phật Niệm Phật nhất định phải tu Nhất tâm bất loạn Tâm không điên đảo Chính là thiền định Tóm lại một câu mà nói Phật Pháp Lấy thiền định làm căn bản Tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi một pháp môn Đều là tu thiền định Chỉ là cách thức phương pháp Tu thiền định Không như nhau đều là tu thiền định chỉ có tu thiền mới có thể khai trí tuệ cho nên phật pháp tổng quy nạp lại là giới định huệ tam học giới là như pháp tu học đúng lý đúng pháp đó gọi là giới tuân thủ lời dạy trong kinh điển của phật bồ tát vì bảo chúng ta phương pháp lý luận đó gọi là trì giới dùng những phương pháp này chúng ta mới có thể được định được định dùng lời hiện tại mà nói chúng ta mới không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc trong lòng chính mình có chủ tể đó gọi là được định sau khi được định thì liền khai trí tuệ trong kinh bát nhã giảng cho chúng ta nghe trí tuệ có căn bản trí cùng hậu đắc trí căn bản trí là trí tuệ chân thật là thể của trí tuệ cái thể này trên kinh nói được rất rõ ràng bát nhã du tri chỉ có du tri cởi tác dụng mới là du sợ bất tri Cho nên các vị muốn cầu trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật là gì? Trí tuệ chân thật là du tri Dĩnh viễn giữ gìn tự tánh thanh tịnh giác Đề kinh này của chúng ta rất hay Thanh tịnh bình đẳng giác Giác là không mê Du tri không phải là mê Du tri là không mê Mọi thứ đều rõ ràng Mọi thứ đều tường tận Không có khởi tâm Không có động niệm Cảnh giới mà Phật Bồ Tát Thì hiện ra Chính là như vậy Cho nên tất cả chúng sanh Có nghi nan tạp chứng Thì thịnh giáo với các ngài phật từ bi khai thị việc khai thị của ngài có phải nghĩ ngợi hay không vấn đề của anh ta phải giải đáp cho anh ta như thế nào có suy nghĩ hay không không hề có nếu như vừa rơi vào tư duy đó chính là ý thức vậy thì mê rồi ngài không hề thông qua tư duy không thông qua tưởng tượng bạn vừa hỏi thì tự nhiên có câu trả lời. Trả lời không sai một chút nào. Đó là gì? Đó gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí từ đâu mà có? Từ căn bản trí mà có ra. Cái ý này các vị tỉ mỉ mà thể hội. Cho nên căn bản trí là vô tri. mọi người nghe nói chữ vô này xem thấy hai chữ vô này không phải không có bất cứ thứ gì nếu bạn thấy như vậy thì sai rồi hoàn toàn sai lầm vô tri là cái gì họ không có khởi tâm không có động niệm không có phân biệt không có chấp trước nên gọi là vô vô là vô cái này vô vọng tưởng phân biệt chấp trước vô những thứ này vô khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đó là vô cái tri là họ cái gì cũng biết không có thứ nào không biết cho nên vô tri phải phân ra hai dế để xem vô là một ý nghĩa tri là một ý nghĩa họ vô vọng tưởng phân biệt chấp trước vô khởi tâm động niệm cái gì cũng đều biết đó gọi là căn bản trí Hậu đắc trí là vô sợ bất tri Là bạn hỏi họ thì họ giải đáp liền cho bạn Đó chính là khởi tâm động niệm Họ không khởi tâm động niệm thì họ làm sao nói với bạn Tuy khởi tâm động niệm không chấp trước Không có phân biệt chấp trước Cũng giống như câu trả lời của Đại sư Vĩnh Gia với Lục Tổ Dĩnh Gia kiến tánh rồi. Lục Tổ chứng minh cho Ngài. Sau khi chứng thật, Lục Tổ liền hỏi ông một câu. Ông còn có phân biệt không? Dĩnh Gia trả lời, Phân biệt cũng không phải là ý. Lục Tổ gần đầu, Ông như vậy, ta cũng như vậy. phàm phu chúng ta phân biệt là ý thức rơi vào trong ý thức cho nên nói không có phân biệt chấp trước kỳ thực ngài vẫn là phân biệt chấp trước thế nhưng hoàn toàn khác nhau dưới phân biệt chấp trước của phàm phu chúng ta phàm phu chúng ta thật có phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước đó của các ngài không phải là thật tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước cho nên đó không phải là cái ý của chính các ngài phân biệt cũng không phải là ý là cách nói như vậy nếu như ngài không tùy thuận phân biệt của chúng ta không tùy thuận chấp trước của chúng ta thì thích ca mâu ni phật không cách gì giảng kinh Ngài giảng kinh nhất định phải thuận theo phân biệt của chúng ta, thuận theo chấp trước của chúng ta, ngài giảng chúng ta mới có thể hiểu. Nếu như ngài thật không có phân biệt, không có chấp trước, vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật một câu cũng không nói ra. Cho nên trên kinh Đại thừa nói với chúng ta, Phật cùng Phật gặp nhau, khi Phật cùng Phật gặp nhau không có lời nào, đó là thật. một chút cũng không sai đôi bên đều hiểu rõ thì còn có gì để nói phật gặp được bồ tát thì còn có nói bồ tát vẫn còn có chỗ không rõ ràng cho nên mới nói cho họ nghe phật phật đạo đồng trình độ mọi người đều như nhau thì còn có gì để nói không những không nói mà ngay đến biểu thị cũng không cần đó mới là khế nhập dọc cảnh giới cứu cánh viên mãn đó là nói đến tứ thiền sắc giới chúng ta hiểu rõ ý nghĩa chân thật của thiền định cho nên người trời tứ thiền có sinh hoạt hay không có sinh hoạt tuyệt đối không thể nói người trời tứ thiền ngày ngày đang ngồi thiền vừa ngồi thì ngồi bao nhiêu kiếp vậy thì một chút ý nghĩa cũng không có ai bằng lòng đi đến trời tứ thiện trời tứ thiện có hoạt động không chỉ trời tứ thiện có hoạt động người tứ không thiên cũng có hoạt động thế nhưng trời tứ không thiên họ không có sắc tướng cho nên trên kinh không nói đến họ bởi vì họ không có sắc tướng nên không nói đến họ chỉ nói đến dục giới sắc giới Dù sắc giới không nói chỉ nói đến sắc giới chư thiên phạm chúng đó là tổng kết tất cộng đại hội đó là chúng hội mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy mắt thịt chúng ta xem thấy số tính chúng này rất có hạn không nhiều mắt thịt không nhìn thấy mới nhiều đầu tràng thích ca mâu đi Phật giảng kinh nói pháp không chỉ là một cái hội kinh vô lừng thọ này mỗi hội đều vậy cho nên mới nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp thế nhưng những đại đức kết tập kinh tại vì sao có những kinh điển ghi chép Thính chúng rất nhiều Có những kinh điển ghi chép thính chúng Tương đối ít Các vị phải nên hiểu Đó là ý nghĩa của biểu pháp Cũng là gì Chúng sanh Mặt pháp của chúng ta căn tính khác nhau Chọn lấy gì đạo của pháp môn Ở trong đó có cái ý này ở trong đó. Kỳ thật, Thích Ca Mâu Ni Phật không luận là giảng kinh nào, thính chúng đều nhiều đến vậy. Đó là chúng ta có thể thể hội được. Ngay chủ này hiển thị thù thắng của pháp môn này. Hiển thị pháp môn không thể nghĩ bàn. Do đây có thể biết Giảng đường này của chúng ta ngày nay Mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy Một ngàn người như vậy Là hơn một ngàn người Tôi nói mắt thịt chúng ta cũng nhìn thấy Đó là nhờ đường truyền Chuyện phát đi Đến toàn thế giới chúng ta biết được hoa kỳ đồng tu bên đó gọi điện nói với tôi hiện tại họ cũng đang xem nói với chúng ta âm thanh nghe được rất rõ ràng chúng ta biết được trên thế giới có rất nhiều khu vực đồng bộ đang xem trực tiếp trên màn hình đây là tính chúng mà chúng ta không nhìn thấy thực tế mà nói Đạo tràng của chúng ta Có chúng quỷ thật hay không? Nhất định có Lẽ nào mà không có chứ Niệm Phật được của chúng ta Có trời dục giới, trời sắc giới Chư thiên phạm chúng Ở trong đây niệm Phật hay không? Có Không những có Cũng có chư Đại Bồ Tát của mười phương đến cũng đang niệm Phật ở niệm Phật đường. Đạo tràng thù thắng. Tại vì sao những Bồ Tát thiên thần đại chúng này đến tham dự Pháp hội của chúng ta chân thành chiêu cảm chúng ta đôi bên cho rằng chúng ta là phạm phu trong mắt của họ xem thấy chúng ta là bồ tát ngay đến chư thiên phạm chúng xem thấy chúng ta đều là bồ tát chỉ cần bạn phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm a di đà phật đệ tử di đà tương lai bạn nhất định được sanh tịnh độ hiện tại tuy là chưa đi thế giới tây phương cực lạc đã báo danh rồi đã có danh sách rồi Nhất định sẽ đi Cho nên những thiên thần này Thấy được rõ ràng tương tận Qua mấy ngày nữa thì họ phải đi rồi Thì họ làm sao mà không tôn kính bạn Cái pháp hội này của bạn Làm sao họ không đến ủng hộ chứ Cho nên niệm Phật đường Có rất nhiều Bồ Tát Hộ Pháp Quỷ Thần Cũng đều đến tham gia ở nơi đây Từ trường không như nhau Chúng ta bước vào nơi đây Pháp hỷ sung mãn đạo lý chính ngay chỗ này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học tới đây thôi. A-di-đà Phật. Vòng tay cư sĩ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ gmail.com Người đọc Phật tử Thiện Quang Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật